Ukraine vỡ trận ở Kursk, lữ đoàn 41 thoái lui. UAV Nga diệt gọn hai thiết giáp Ukraine bằng một tên lửa. Ukraine xác nhận thành trì Torezh ở Donetsk lâm nguy. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh YouTube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc họp khẩn cấp giữa Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine do Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Zelensky tổ chức, đã nổ ra tranh cãi gay gắt về lý do khiến quân đội Ukraine để mất ngày càng nhiều vị trí ở khu vực Kursk. Một phần các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 của Ukraine trước đây được triển khai đến vùng Kursk đã bỏ trận địa, rút chạy theo nhóm nhỏ về phía nam. Thậm chí một số binh lính của lữ đoàn còn nhanh chân rút luôn về lãnh thổ Ukraine. Nhiệm vụ của lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 ban đầu là đánh chiếm trung tâm khu vực Korenovo, sau đó tổ chức chiến đấu phòng ngự ở các khu vực Olhovka phía đông Korenovo. Nhưng lữ đoàn 41 đã không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này. Hiện lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 còn bị quy thêm tội là để quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ và tiến sâu hơn nữa về phía Zelenskyiak và Novoivanovka, và giờ là gần Suzhou hơn, đẩy quân Ukraine vào thế bị động trên toàn mặt trận Kursk. Đáng chú ý là lữ đoàn 41 tại thời điểm tiến vào khu vực Kursk trong cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine thì có khoảng 3/4 quân số của lữ đoàn 41 nhập ngũ trong năm 2024. Họ đều chưa được huấn luyện đầy đủ và có kinh nghiệm chiến đấu. Việc lữ đoàn không giữ được Olhovka có thể được coi là bằng chứng cho thấy binh lính của lữ đoàn thiếu động lực chiến đấu. Trong khi đó, các nguồn thông tin của Ukraine viết rằng những đơn vị át chủ bài của quân đội Ukraine tham gia đột phá khu vực biên giới Kursk trong những ngày đầu tiên hiện đã bị hỏa lực quân Nga đánh cho tan tác. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có tới 20.000 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở mặt trận Kursk. Hiện các đơn vị của Nga đang dồn sức phản công từ nhiều hướng khác nhau ở mặt trận Kursk, tìm kiếm những vị trí mỏng yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được bước đột phá trong các khu vực này. Đồng thời, tổ chức tấn công đa dạng, từ đột phá bằng bộ binh tới sử dụng bom lượn có điều khiển, khiến sức chống đỡ của quân Ukraine giảm sút nhanh chóng. Quân đội Nga công bố video UAV vũ trang Inokhodes phóng tên lửa dẫn đường vào mục tiêu ở Kursk, tuyên bố quả đạn phá hủy hai thiết giáp Ukraine. Máy bay không người lái của đơn vị trinh sát thuộc cánh quân Bắc đã phát hiện điểm tập kết thiết giáp của quân đội Ukraine tại cánh rừng gần biên giới ở tỉnh Kursk. Sở chỉ huy quyết định thực hiện đòn tấn công chính xác sau khi xác định tọa độ mục tiêu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14 tháng 10. Truyền hình Quốc phòng Nga sau đó công bố video từ camera hồng ngoại trên UAV trinh sát, cho thấy tên lửa dẫn đường lao xuống vị trí tập trung nhiều nguồn nhiệt và tạo ra vụ nổ lớn. UAV trinh sát tiếp cận khu vực để đánh giá kết quả đòn đánh bằng các cảm biến khác nhau, cho thấy ít nhất hai đám cháy riêng rẽ và cột khói lớn đang bốc lên. Kíp điều khiển UAV vũ trang Inokhodes đã phá hủy hai thiết giáp Ukraine bằng một tên lửa. Hình ảnh hiện trường cho thấy đòn tập kích đánh chính xác vào mục tiêu, hai xe thiết giáp cùng đạn dược đã bị kích nổ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Torezh, tỉnh Donetsk, phá hủy toàn bộ các mục tiêu quân sự bằng pháo binh. Người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Lugansk trong bản tin truyền hình hôm 15 tháng 10 cho biết, Nga đang tiến vào Torezh, đối phương sử dụng chiến thuật tấn công bằng pháo binh, không còn tòa nhà hay nơi trú ẩn nào còn nguyên vẹn ở Torezh. Theo người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Lugansk, thông tin tình báo của Ukraine cho thấy, Nga đang cố gắng tăng cường sử dụng pháo binh và máy bay không người lái ở Donetsk để đạt được mục tiêu trước khi mùa đông đến. Vị này lưu ý rằng, số lượng các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Chasivya đã giảm dần. Trước đó, ngày 11 tháng 10, ông Vasil Chinchik, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Torezh cho biết, lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 40-50% Torezh, phần lãnh thổ còn lại nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Kênh Riba cho biết, ở hướng Kursk, quân đội Nga đang dần tiến vào một số khu vực quan trọng. Cùng với đó, phía Nga cũng tích cực không kích nhằm ngăn chặn khả năng rút quân và sản xuất quốc phòng nội địa của Ukraine dành cho chiến trường Kursk. Ở quận Kluzkovo đã ghi nhận có đụng độ ở vùng ngoại ô phía bắc của Novibut. Tuy nhiên, không rõ các đơn vị Nga kiểm soát hoàn toàn ngôi làng hay chưa. Ở quận Korenovo, phía Nga đang tấn công ở khu vực Lubimovka và Tostilak. AFU đang tiếp tục bám giữ các vị trí ở phía đông của cả hai khu định cư, cố gắng để không bị bao vây, nhưng vấn đề chỉ còn là thời gian. Ở phía Bắc, AFU đã phát động một cuộc tấn công vào Olhovka với sự hỗ trợ của phương tiện hạng nặng. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương.
nhiều hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy một tháp pháo của một xe tăng Challenger 2 bị phá hủy ở khu vực Sheptukhovka. Tại quận Chuya, các đơn vị Nga đang tiến về Ruskoe Bereznoe từ phía bắc, dần dần vượt qua tuyến phòng thủ AFU. Việc kiểm soát các vành đai rừng ở khu vực này sẽ cho phép phía Nga tạo ra một đầu cầu để phát triển thêm cuộc tấn công vào Ruskoe và Cherkasskoe Bereznoe. Về phía nam, các nhóm xung kích Nga đang tiến về phía Agronom và Komakov, tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị AFU ở Ruskaya Konopeka và Fanasivka. Ở khu vực Plekhovo, tiền tuyến vẫn được giữ nguyên. Theo một số báo cáo, tại khu vực Sumy, quân đội Nga đã tấn công và phá hủy tổ hợp HIMARS của AFU ở Kosary bằng một cuộc tấn công tên lửa chính xác. Đây không phải là bệ phóng HIMARS đầu tiên bị phá hủy ở khu vực này. Phía Nga đang theo dõi chặt khu vực biên giới Sumy giáp Kursk. Mọi động thái của AFU trong khu vực đều bị giáng trả ác liệt bằng bom lượn và tên lửa đạn đạo. Kể từ khi chính phủ Ukraine cho phép các đơn vị quân đội được tự tổ chức tuyển quân, Lữ đoàn xung kích số 3 đã sử dụng một cách thức vô cùng độc đáo để thu hút tân binh. Theo Washington Post, do việc tuyển quân ngày càng trở nên khó khăn vì dư luận đã mệt mỏi với cuộc xung đột kéo dài, hơn 130 lữ đoàn của quân đội Ukraine đã được phép tự tiến hành các chiến dịch thu hút tân binh, không cần thông qua văn phòng tuyển quân của chính phủ. Để cạnh tranh với các đơn vị khác, Lữ đoàn xung kích số 3 đã tung ra một bộ ảnh quảng cáo kết hợp với các người mẫu nữ với hy vọng sẽ thu hút thêm được nhiều thành viên. Chúng ta đang ở trong thời kỳ xung đột mới và cần cái nhìn cởi mở hơn để cạnh tranh. Chúng tôi muốn truyền đạt ý tưởng rằng bạn sẽ thật ngầu nếu tham gia quân đội. Chúng tôi biết cách làm này sẽ gây ra tranh cãi, nhưng hy vọng nó sẽ theo chiều hướng tích cực. Bà Kristina Bondarenko, người phụ trách truyền thông và tuyển dụng của lữ đoàn cho biết. Tại địa điểm chụp ảnh, có thể thấy những người mẫu trẻ đang được hướng dẫn để tạo dáng bên xe bọc thép Humvee. Bên cạnh đó, một số thành viên đang dưỡng thương của lữ đoàn cũng tham gia vào quá trình này trước khi trở lại tiền tuyến. Chúng tôi muốn làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang cố kéo họ vào lữ đoàn, đưa cho một khẩu súng và sống trong chiến hào. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy, một thành viên của lữ đoàn số 3 nói. Các bộ ảnh sau đó được lữ đoàn in lên các biển quảng cáo cỡ lớn, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông phổ biến. Ngoài việc nhận được sự chú ý lớn từ dư luận, họ cũng kiếm thêm được khoảng 15.000 đô la Mỹ mỗi tháng từ việc này. Hiện trang YouTube của lữ đoàn đã có tới 1,3 triệu người theo dõi, con số này trên Instagram là 115.000 người. Chính quyền vùng Kharkov đã thông báo bắt buộc phải sơ tán khỏi thành phố Kupiansk. Thông tin này đã được lãnh đạo cơ quan quân sự vùng Kharkov, Oleg Sinegubo, công bố. Theo lời giải thích của ông Oleg Sinegubo, người dân Kupiansk cần sơ tán vì chính quyền địa phương không thể đảm bảo nguồn năng lượng sưởi ấm cho thành phố trong mùa đông năm nay. Tình hình quân sự hiện đang xấu đi, chúng tôi không thể đảm bảo mùa sưởi ấm ở đó, trong đó có việc cung cấp điện và viện trợ nhân đạo, ông Oleg Sinegubo cho biết. Hiện tại, quân đội Nga đã tiếp cận sông Oskol và có thể vượt qua nó trong thời gian sắp tới. Một quyết định cũng được đưa ra nhằm sơ tán các khu định cư Kondrashevskaya, Kurilovskaya và Petropavlovskaya, Borovskaya của quận Izumsky. Khoảng 250 gia đình sống ở đó sẽ bị cưỡng chế sơ tán. Hiện vẫn còn khoảng 4.000 dân thường đang bám trụ ở Kupiansk, chủ yếu là người về hưu. Ông Sinegubo tuyên bố các biện pháp cưỡng bức sơ tán sẽ được áp dụng vì người dân không muốn rời đi. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Sergei Leshchenko cho biết các chính trị gia Mỹ đang gây áp lực lên chính quyền Ukraine yêu cầu giảm độ tuổi nhập ngũ. Tôi có thể xác nhận các chính trị gia Mỹ đang gây áp lực lên ông Zelensky về câu hỏi tại sao việc nhập ngũ của những người từ 18 đến 25 tuổi không được thực hiện ở Ukraine, ông Leshchenko viết trên Telegram. Thông tin về áp lực lên Ukraine cũng được xác nhận bởi nghị sĩ Ukraine Maria Ionova. Theo đó, trên kênh Novosti, bà nêu rõ cần thay đổi cách tiếp cận nhập ngũ, đặc biệt thông qua các biện pháp tạo động lực như hỗ trợ tài chính, cho vay hay nhập khẩu ô tô. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký luật tăng cường huy động quân ở Ukraine. Luật này có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật thông tin dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ khi được thông báo nhập ngũ. Để thực hiện điều này, những người được gọi phải trực tiếp đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử. Qua đó, giấy triệu tập cũng có thể được tống đạt. Lệnh triệu tập sẽ được coi là tống đạt, ngay cả khi người được triệu tập chưa được nhìn thấy. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky còn ký một dự luật tăng mức phạt đối với những người trốn quân dịch lên tới 8.500 hryvnia,
khoảng 218 đô la Mỹ, trong khi mức lương trung bình tháng ở Ukraine là khoảng 560 đô la Mỹ. Ukraine cũng đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, Warsaw đã cố gắng nhưng không thành công trong việc thành lập quân đoàn Ukraine bởi số người tình nguyện tham gia và chiến đấu ở Ukraine ít hơn dự kiến tới 20 lần. Chúng tôi không thấy được mong muốn tham gia và sự quan tâm từ tình nguyện viên như chúng tôi kỳ vọng. Chỉ có khoảng 300 người bày tỏ sự quan tâm, trong khi chúng tôi hy vọng có từ 5.000 đến 6.000 người, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông đã liên hệ với chính phủ Ukraine vài tháng trước với lời đề nghị khuyến khích người dân Ukraine đang sống ở Ba Lan tham gia đơn vị tình nguyện, nhưng chưa có kết quả. Chúng tôi đã triển khai quân đội để đào tạo lực lượng Ukraine. Chúng tôi đã đào tạo 25.000 binh sĩ theo chương trình của NATO, nhưng chúng tôi cũng muốn đào tạo những tình nguyện viên Ukraine đang cư trú tại Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói thêm. Chính quyền vùng Kharkov, Ukraine đã thông báo bắt buộc phải sơ tán khỏi thành phố Kupian. Thông tin này được lãnh đạo cơ quan quân sự vùng Kharkov Oleg Sinegubov công bố. Theo lời giải thích của ông Oleg Sinegubov, người dân Kupian cần giải tán vì chính quyền địa phương không thể đảm bảo nguồn năng lượng sưởi ấm cho thành phố trong mùa đông năm nay. Tình hình quân sự hiện đang xấu đi, chúng tôi không thể đảm bảo mùa sưởi ấm ở đó, trong đó có việc cung cấp điện và viện trợ nhân đạo, ông Oleg Sinegubov cho biết. Hiện tại, quân đội Nga đang tiếp cận sông Oskoi và có thể vượt qua nó trong thời gian ngắn sắp tới. Một quyết định cũng được đưa ra nhằm sơ tán các khu định cư Kondrashevskaya, Kurilovskaya và Petropavlovskaya, Porovskaya của quận Izumsky. Khoảng 250 gia đình sống ở đó sẽ bị cưỡng chế sơ tán. Hiện vẫn còn khoảng 4.000 dân thường đang bám trụ ở Kupiansk, chủ yếu là người về hưu. Ông Sinegubov tuyên bố các biện pháp cưỡng bức sơ tán sẽ áp dụng vì người dân không muốn rời đi. Ấn phẩm Stranaur đã công bố đoạn phim ghi lại tại Kupiansk, nơi một chiếc ô tô có loa phóng thanh chạy vòng quanh các tuyến phố và thông báo cho người dân về việc sơ tán. Xe ô tô gắn loa báo trong thành phố hiện không có điện, ga, nước, không thể khôi phục nên người dân cần phải sơ tán, tờ Stranaur đăng tải. Trước đó, một thông tin về một cuộc sơ tán diễn ra khỏi một phần khu vực Kharkov đã được công bố. Vào ngày 8 tháng 10, ông Sinegubov cho biết một khu định cư theo hướng Kupiansk và Izum đang nằm trong tầm nguy hiểm. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không chỉ đưa trẻ em và gia đình của chúng ra khỏi khu định cư này, mà còn xem xét vấn đề bắt buộc sơ tán tất cả dân thường. Vào ngày 25 tháng 9, chính quyền Ukraine đã thông báo buộc sơ tán trẻ em cùng gia đình khỏi 32 khu định cư ở vùng Kharkov cũng như vùng Donetsk. Do tình hình an ninh, việc sơ tán bắt buộc trẻ em và gia đình ở một số khu định cư ở khu vực Kharkov và Donetsk đã được công bố. Bộ về vấn đề tái thống nhất lãnh thổ Ukraine thông tin. Trong số 32 khu định cư, 29 khu định cư nằm ở khu vực Kharkov và 3 khu định cư thuộc vùng Donetsk. Trước đó, hoạt động sơ tán cư dân đã được thực hiện ở Glukhov, Svesa và Esmani ở vùng Sumy. Vào ngày 1 tháng 10, vùng sơ tán bắt buộc trong vùng đã được mở rộng và áp dụng cưỡng bức ở vùng Sumy. Theo kênh Ridovka, tại thành phố pháo đài Chasovya, bất chấp những thắng lợi lớn của sư đoàn dù số 98 của Nga trong thành phố, việc công phá khu định cư này sẽ còn mất nhiều thời gian. Hiện các đơn vị Nga đã kiểm soát khu vực Oyavsky, nơi có thể tạo ra một đầu cầu. Nhưng rõ ràng, nếu không có các hành động song hành để tạo lập thế gọng kìm, thì các mũi xung kích không thể tiến lên. Việc lực lượng vũ trang Ukraine FU phần nào thay đổi mục đích ban đầu trong kế hoạch phòng thủ tại Chasovya đã gây trở ngại đáng kể đến đà tấn công của Nga. Quân đội Nga đang theo cách truyền thống là tạo thế bao vây, cắt tiếp viện và hậu cần cho thành phố thông qua tuyến đường T-0504 để bào mòn và bẻ gãy ý chí chiến đấu của FU tại Chasovya. Kênh Ryba cho biết, ở hướng Kursk, quân đội Nga đang tiến dần vào một số khu vực quan trọng. Cùng với đó, phía Nga cũng tích cực không kích nhằm ngăn chặn khả năng rút quân và sản xuất quốc phòng nội địa của Ukraine dành cho chiến trường Kursk. Ở quận Gluskovo đã ghi nhận có đụng độ ở vùng ngoại ô phía bắc của Novi Put. Tuy nhiên, không rõ các đơn vị Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng hay chưa. Ở quận Korenevo, phía Nga đang tấn công khu vực Lyubi Mopka và Tonstiluk. AFU đang tiếp tục bám giữ các vị trí ở phía đông của cả hai khu định cư, cố gắng để không bị bao vây, nhưng vấn đề chỉ còn là thời gian. Ở phía bắc, AFU đang phát động một cuộc tấn công vào Onkovka với sự hỗ trợ của phương tiện hạng nặng. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương. Nhiều hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy một tháp pháo của xe tăng Challenger 2 đã bị phá hủy ở khu vực Steptukhovka. Tại quận Sudya, các đơn vị Nga đang tiến về Grushkoye Pereshnoye từ phía bắc, dần dần vượt qua tuyến phòng thủ AFU ở khu vực Nechepo và Nizhny Parovoy. Việc kiểm soát các vành đai rừng ở khu vực này sẽ cho phép phía Nga tạo ra một đầu cầu để phát triển thêm cuộc tấn công vào Grushkoye và Cherkasskoye Pereshnoye. Về phía nam, các nhóm xung kích Nga đang tiến về phía Akronom và Kolmakov, tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị AFU ở Grushkaya Konopelka và Panasevka.
ở khu vực Prekhovo, tiền tuyến vẫn được giữ nguyên. Theo một số báo cáo tại khu vực Sumy, quân đội Nga đã tấn công và phá hủy tổ hợp HIMARS của FU ở Kosary bằng một cuộc tấn công tên lửa chính xác. Đây không phải là một bệ phóng HIMARS đầu tiên bị phá hủy ở khu vực này. Phía Nga đang theo dõi chặt chẽ khu vực biên giới Sumy giáp Kursk. Mọi động thái của FU trong khu vực sẽ bị giáng trả ác liệt bằng bom lượn và tên lửa đạn đạo. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.